Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay 12 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ sẽ hội quân đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho Cúp Tam Hùng sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tới. Theo đó, trong danh sách có 6 cầu thủ góp mặt đến từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Thanh, một gương mặt khiến cho giới chuyên môn cảm thấy cực kỳ bất ngờ đó là hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân. Sau đây là danh sách các tuyển thủ được triệu tập ở đợt này: thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Lương Di Cương, Nguyễn Quang Hải, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Đình Duy và Nguyễn Tiến Linh. Những hình ảnh có thể nói là rất dễ thương. Không rõ là huấn luyện viên Katisak ngày hôm nay ông có cho đội tập kín nữa hay không. Thường thì những cái buổi tập về chuyên môn thì huấn luyện viên Katisak sẽ chuẩn bị cho các cầu thủ ngay ở những cái ngày tập luyện ở trên Pleiku, và xuống đây chủ yếu chỉ là chơi những cái trò chơi vận động cũng như là tập dứt điểm thêm mà thôi. Những cái hình ảnh có thể nói là rất là dễ thương, rất là vui nhộn của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay. Rất tiếc là ở chuyến làm khách tại sân Bình Dương lần này thì sẽ không có sự góp mặt của Nguyễn Phong, Hồng Duy cũng như là Lương Xuân Trường vì đang gặp chấn thương, và chưa rõ là liệu có ảnh hưởng đến việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia hay không. Trong thời gian vừa qua thì người hâm mộ cũng hỏi rất là nhiều đến thủ môn Văn Lợi. Xin chia sẻ với quý khán giả là Văn Lợi vẫn cần thêm một thời gian nữa để có thể hoàn toàn bình phục. Như vậy thì rất có thể là trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm khách ở trên sân Hải Phòng thì là Văn Lợi sẽ bình phục và có thể là sẽ theo đội ở thời điểm đó. Xin chia sẻ với quý khán giả. Rõ là ngày mai khi hai đội thi đấu thì trời có mưa hay không, chứ điều kiện thời tiết như thế này thì cũng rất là bất lợi cho khán giả như là các cầu thủ thi đấu ở dưới sân. Như vậy là buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội Gia Lai vào chiều ngày hôm nay cũng đã khép lại. Một buổi tập bất đắc dĩ ở trên sân phụ vì trời mưa, ảnh hưởng rất là lớn đến buổi tập. Ban quản lý của sân Gò Đậu đã không thể cho phép các cầu thủ của cả hai đội được tập luyện làm quen với mặt sân Gò Đậu vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng của mặt cỏ. Hello em. Hello. Hello. Dạ. 1, 3, 8.
138 nha. Trái bóng đang được rửa qua trước khi bỏ vào túi lưới. Ở khu vực đằng xa kia, huấn luyện viên Kiatisak đang có những trao đổi riêng với Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, Washington Randall và Bruno. Trời mưa nên là sập tối rất là nhanh. Cũng cùng với giờ ngày hôm qua thôi mà bây giờ là đã tối hơn rất là nhiều rồi. Phía bên ngoài thì các cổ động viên đang chờ để lấy chữ ký của các cầu thủ. Hello. Đây là Minh Phương. An Sơ Hy. Ừ em. Alo. Alo. Dạ đúng rồi. Bên anh có rồi hay sao á, để anh coi lại. Em nói là từ từ nha, đợi anh. Sabo hình như có rồi. Bên anh có rồi. Sabo. Đúng rồi.
chắc tháng 10. Thì khi đó mình chắc là liên hệ. Ok ok. Ok. Rồi rồi. Cùng Cool vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Cool nhận quà từ Cool. Sang thẻ quà Cool trong mỗi lốc sữa Cool bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ đổi ngay một quà cầm tay Cool, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Cool đổi ngay một ba lô hoodie Cool, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Cool đổi liền tay một bóng phản quang Cool, thỏa sức vận động cả ngày. Săn thẻ siêu vận động đổi một đôi giày Patin Cool siêu ngầu. Cực sốc săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi.